Xin kính chào quý vị và các bạn. Xin thưa với quý vị và các bạn, đúng rồi, lại phải biểu dương hãng Technic. Đây là bộ cơ của đầu Technic RS-B10. Bộ cơ này rất chi là tuyệt vời. RS-B10 này, Technic này. Đấy. Bộ cơ này lại không như đầu Technic M3 số 2 hoặc là M202. Bộ cơ này chạy toàn bộ bằng bánh răng. Nói không với vòng cao su. Thế có xuống đời không? Mà cái bộ cơ cái đầu này lại chạy điện 220V. Rồi, lúc nãy nó kẹt cái bánh đà. Kẹt cứng rồi. Không phải kẹt cứng nhưng mà nó nặng lắm. Bây giờ thì trơn rồi. Làm như thế này thì bao giờ mới trượt được này. Đấy, quay lại đây rồi. Đấy. Bánh răng. Đây. Giờ đưa vào đây thì trơn. Đấy, nó phải trơn như này. Các cụ bảo là dầu mỡ đỡ trơn tay. Đấy, nó phải trơn như thế. Thích thật đi. Đây, tháo cái bánh đà cho mọi người xem cái bộ cơ. Không có một cái vòng cao su nào cả, toàn bộ chạy bánh răng hết. Này, lúc nó cái thằng cu này lúc nó bắt vào đây như này, đây đây, đấy, thằng cu này bắt vào đây như thế. Đây, motor này, DC 12V, bộ cơ này đúng là đỉnh của chóp. Mà nếu như mà ta không dùng từ đỉnh của chóp thì ta có thể dùng từ chóp của đỉnh. Đấy, bánh trung gian này. Chắc đây là cái đầu mà người ta thiết kế để phân phối cho bên nội và bên ngoại. Technic M3 số 2 còn chạy vào ba cái vòng cao su. Thôi thì đã chia sẻ tới quý vị và các bạn bộ cơ chóp của đỉnh của hãng Technic. Và cụ thể cái bộ cơ này là ở đầu Technic RS-B10. Bây giờ dừng video ở đây để lắp vào thôi. Chiếc đầu này hoạt động trần văn chuẩn, thâu băng cũng trần văn chuẩn, thóc thì trần văn thấp, 2.080.000 đồng.